Bạn biết cái chế độ Sentry Mode tinh tết là nha. Đây là mình vô cái xe mình nè, cái màu đỏ Sentry Mode là nó đang đỏ rồi ha. Mình bấm like camera nè, coi camera nè. Đây mình bấm camera phía trước, bấm mũi tên phía trước, bên hông phải nó sẽ hiện, bên hông trái hiện chiếc ở phía sau đuôi nè. Đó, hai bên hông á, bấm cho chấm tròn nữa nè, số đuôi ở trong cabin xe, ở giữa xe để mình coi có ai ngồi trong đó hay là có con vật nào không. Mình sẽ nhìn được bốn phía giả dạ, trong xe khi mà mình thấy ai đi ngang á, xe sẽ tự động nhá đèn, nó chớp đèn đèn. Mình đang đậu xe trước cái cửa kính để mình gọi cho thấy hơn. Đó, chiếc xe chạy ngang, đèn nó sẽ chớp. Mình để báo động cho ta, mình bấm hình cái mirror, mình nói tánh xe ra. Hay là mình bấm vô cái hình địch, địch cái tủn cái, hơn bấm nhá đèn. Bấm hình cái đèn để nó chớp chớp. Hay là bấm cái kèn. Nó có bốn cái biểu tượng ở dưới đó. Cái kèn, cái đèn, cái địch và cái micro để mình nói chuyện. Trong cái xe nó có gắn cái loa ở phía trước. Khi nó sẽ chớp chớp cái đèn là nó thấy người đi ngang, nó sẽ lưu hình lại. Mình sẽ lên mình mở, mình vô mình mở mở ra mình thấy, mình coi đó, live view camera, cái hình màu đỏ nó đang ở, nó là chế độ Sentry Mode. Đó là cái bảng điều khiển Tesla. Ví dụ mình mở ra nè, mình có thể unlock chiếc xe, bấm hình cái chìa khóa, mình mở cái cửa sau, cửa trước, chỉ dùng bấm tên đó thôi. Nó sẽ biết mình sẽ đến vị trí đậu ở vị trí nào.